Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 2 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 12. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Các doanh nghiệp nợ đọng thuế trên 450 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hà ở xã Hàm Tử trồng nhãn theo quy trình Việt Gáp cho hiệu quả kinh tế cao. Đội tuyển bóng đá nhi đồng Hưng Yên giành ngôi Á quân giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Việt theo 2018. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 của Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu quán triệt mục đích yêu cầu của hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 đã thảo luận và thông qua 3 nghị quyết quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, về cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Vì vậy, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới để liên hệ thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị các cấp ủy tổ chức đảng đoàn thể tiếp tục triển khai học tập quán triệt tuyên truyền, triển khai 3 nghị quyết tới cán bộ đảng viên và nhân dân ở đơn vị địa phương mình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên quán triệt kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhằm tạo chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, làm cơ sở để tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, căn cứ nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của Bộ Chính trị, đánh giá tình hình và yêu cầu thực tế tại đơn vị mình để chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng trình bày dự thảo kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các sở ban ngành tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư, đặc biệt là dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhà ở cho công nhân, dự án tạo việc làm cho lao động. Nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác tham mưu cho lãnh đạo, trong đó có vai trò trách nhiệm xử lý công việc của người đứng đầu. Đồng chí nhấn mạnh, trong đánh giá cán bộ phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để có những giải pháp đột phá, giải quyết tốt những vấn đề đặt ra tại địa phương, đơn vị mình. Đi liền với đó, cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ trẻ, sắp xếp sử dụng hiệu quả đúng với năng lực chuyên môn, trình độ của mỗi người. Các hội và đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền về thực hiện nghị quyết tới tổ chức hội và hội viên. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 NQTU ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng các ban sở ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố và các xã phường, thị trấn trong tỉnh.
Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau 10 năm thực hiện nghị quyết 26, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, hệ thống chính trị ở nông thôn hoạt động ngày càng hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2008-2017 đạt 2,77% một năm, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2017 đạt hơn 11,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 25% so với năm 2008. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả. Đến tháng 7 năm 2018, huyện Mỹ Hào cơ bản đạt huyện nông thôn mới. Có 93 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 87 xã đã được công nhận. Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2020 như giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân từ 2,5 đến 3% một năm, giá trị thu được trên 1 hectare canh tác đạt trên 210 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt trên 55 triệu đồng, cơ bản 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó đề ra một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như tiếp tục quán triệt đầy đủ sâu sắc những nội dung của nghị quyết 26, đồng thời thực hiện tốt các chương trình hành động kế hoạch của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy nhanh tái cơ cấu phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, đẩy mạnh giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội nông thôn, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu đã tham luận nhiều vấn đề được quan tâm như lãnh đạo huyện Khoái Châu tham luận về tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa ngành, lãnh đạo huyện Mỹ Hào tham luận nội dung thực hiện giữ vững nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo Sở Công Thương tham luận sản xuất tiêu thụ nông sản, xã Mễ Sở và xã Hồng Nam tham luận về công tác xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ngành nghề nông thôn, xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác. Hợp tác xã hoa cây cảnh Xuân Quan tham luận về tổ chức sản xuất kinh doanh hoa cây cảnh theo mô hình hợp tác xã kiểu mới. Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo tham luận về liên kết trong sản xuất, giải pháp nâng cao giá trị gia tăng, phát triển chăn nuôi gà Đông Tảo bền vững. Cùng với nêu ra những kết quả đã đạt được, các tham luận đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp, bài học kinh nghiệm. Kết luận nội dung tham luận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong thực hiện nghị quyết như việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển ngành nghề chưa đáp ứng với yêu cầu đề ra, huy động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, tình trạng xây nhà trên đất chuyển đổi, đất nông nghiệp còn diễn ra. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các địa phương phải tập trung xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, mẫu mã, bao bì, chỉ dẫn địa lý trong sản xuất nông nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nâng sức cạnh tranh, bảo vệ môi trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp, sáng tạo, nâng cao giá trị canh tác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, nghị quyết số 26 NQTU ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật và khá toàn diện với những chuyển biến lớn về phát triển nông nghiệp, nông thôn và cải thiện đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra hạn chế yếu kém như một số cấp ủy chính quyền, nhất là ở cơ sở, chưa nhận thức sâu sắc đầy đủ chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp của Đảng và chương trình hành động của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, dẫn đến còn lúng túng trong triển khai một số nội dung và chậm đề ra những biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương cơ sở, quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn bất cập, nhất là những hạn chế trong quản lý sử dụng đất đai. Giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp nhìn chung còn thấp, nông nghiệp, nông thôn phát triển chưa bền vững, chưa phát huy hết lợi thế tiềm năng của địa phương, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường nông thôn gây nhiều bức xúc trong nhân dân, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn còn hạn chế, v.v. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu. Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết số 26, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo,
thực hiện đồng bộ nhiệm vụ và các giải pháp. Một là cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể tập trung quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa 12 và các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm trong nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xác định rõ vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải tiếp tục được chú trọng giải quyết một cách đồng bộ, thường xuyên và liên tục, có gắn kết chặt chẽ với quá trình phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa và trong tổng thể phát triển của khu vực Hưng Yên trong đồng bằng sông Hồng, đồng thời phải phát huy được tốt nhất lợi thế tiếp giáp thủ đô Hà Nội để có được nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao, quy mô lớn, từng bước tiến tới xây dựng nông nghiệp thông minh, nông dân thông thái, nông thôn hiện đại để tương thích với trình độ công nghệ 4.0 hiện nay và hội nhập quốc tế, chú trọng rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ thiết thực cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh ta trong điều kiện Hưng Yên tự cân đối thu chi ngân sách. Để phát huy được tính chủ động sáng tạo của người dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là các hộ dân tham gia tích tụ tập trung ruộng đất để sản xuất quy mô lớn, làm vệ tinh và liên kết sản xuất trong chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hai là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, nhất là nghị quyết số 06 của tỉnh ủy về chương trình phát triển nông nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, kết luận số 04 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các chương trình đề án, mô hình trong phát triển nông nghiệp của tỉnh, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển và cập nhật các yêu cầu nhiệm vụ mới để có giải pháp phù hợp, hiệu quả, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn của địa phương và sự chỉ đạo của Trung ương giai đoạn hiện nay. Ba là tiếp tục huy động đa dạng hóa các nguồn lực và đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, rà soát cập nhật các chủ trương chỉ đạo mới về xây dựng nông thôn mới để tập trung thực hiện sớm, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, quan tâm hơn tới các xã đăng ký về đích xây dựng nông thôn mới hàng năm, gắn với chú trọng cải thiện chất lượng các tiêu chí chỉ tiêu đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí về quốc phòng và an ninh, theo quy định xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên, thì không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội, phải tiếp tục được kiềm chế và giảm liên tục trong những năm tới, quyết liệt giải quyết các khó khăn, khắc phục các tồn tại hạn chế, quyết đoán xử lý có hiệu quả các vấn đề bức xúc phát sinh ngay tại cơ sở, để từng bước chuyển trọng tâm sang giai đoạn phát triển xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, với mục đích hướng tới là xây dựng khu dân cư đáng sống. Bốn là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, gắn với chú trọng phát huy dân chủ thực sự ở cơ sở, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp và các đoàn thể nhân dân, quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát với đoàn viên, hội viên và nhân dân, lấy thôn xóm làm địa bàn và hộ gia đình làm hạt nhân để triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của tỉnh ủy, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực sự đi vào cuộc sống. Tại hội nghị, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã có quyết định khen thưởng cho 53 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ trao bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho 53 tập thể, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Phóng trao bằng khen cho 70 cá nhân được tuyên dương khen thưởng. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt đội bóng nhi đồng tỉnh giành hạng nhì giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2018.
Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đội bóng đá Nhi đồng Hưng Yên tham gia thi đấu vòng chung kết giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2018 tại thành phố Thái Bình từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Kết quả đội bóng Nhi đồng Hưng Yên đã giành huy chương bạc của giải. Đây là kết quả cao nhất của bóng đá Nhi đồng kể từ khi tái lập tỉnh. Qua giải đấu này, các vận động viên tỉnh ta đã rút ra được nhiều kinh nghiệm thi đấu cũng như kỹ thuật, chiến thuật chơi bóng. Nhiều cầu thủ đã thể hiện được năng khiếu bóng đá của mình. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của tập thể huấn luyện viên và vận động viên đội bóng khi tham dự vòng chung kết giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2018. Đồng thời mong muốn các cơ quan đơn vị, đặc biệt là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong thời gian tới, cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để phát triển bộ môn bóng đá, cũng như phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho tập thể và 22 cầu thủ vì đã có thành tích trong huấn luyện và thi đấu. Trước đó vào chiều ngày 1 tháng 8, tại nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng tỉnh Thái Bình đã diễn ra trận chung kết giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc tranh cúp Viettel năm 2018 giữa đội tuyển bóng đá Nhi đồng Hưng Yên và đội tuyển bóng đá Nhi đồng Sông Lam Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đông đảo người hâm mộ bóng đá trong tỉnh đã tới cổ vũ cho các cầu thủ. Sau khi xuất sắc đánh bại hai đội bóng mạnh là Gia Bảo Hải Dương và Hà Nội trong trận tứ kết và bán kết, đội tuyển bóng đá Nhi đồng Hưng Yên lần đầu tiên góp mặt tại trận chung kết giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc. Với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn cổ động viên trên khán đài, đội tuyển bóng đá Nhi đồng Hưng Yên tiếp tục thể hiện phong độ cao, tự tin triển khai lối chơi tấn công từ những phút đầu tiên của trận đấu. Ngay ở phút thứ hai, cầu thủ Nguyễn Đức Độ đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho U11 Hưng Yên. Đến phút thứ 16, U11 Sông Lam Nghệ An có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1. Sau một pha phối hợp tấn công đẹp mắt, sang hiệp 2, thế trận diễn ra cân bằng, cả hai đội đều tạo được những cơ hội về phía khung thành đối phương, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, khiến trận đấu phải phân định thắng thua trong loạt đá penalty. Kết quả chung cuộc, đội tuyển bóng đá Nhi đồng Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trong loạt đá penalty và lên ngôi vô địch. Mặc dù không thể giành chiến thắng trong trận chung kết, song đây là một giải đấu thành công ngoài mong đợi của đội tuyển bóng đá Nhi đồng Hưng Yên khi lần đầu tiên giành ngôi Á quân tại giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc. Cũng trong sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo có nhiều sự đổi mới, đạt được nhiều kết quả khởi sắc. Năm 2017-2018, Bộ đã chỉ đạo các trường tự chủ được các chương trình cách dạy và học có chuyển biến khá rõ, được Tổ chức Thế giới đánh giá cao. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý giáo dục đổi mới phải là một quá trình, khi triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng cần kiên trì, kiên định thực hiện. Đổi mới nhất định phải theo xu thế thế giới, không chỉ các trường đại học tới đây, các trường trung học phổ thông quản lý cũng phải thay đổi. Phát biểu tại đầu cầu tỉnh ta, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các địa phương và ngành giáo dục đào tạo cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác khai giảng năm học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, đồng thời điều hòa về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên giữa các nhà trường nhằm đảm bảo về số lượng và chất lượng đồng đều ở các cấp học theo biên chế. Các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục trực thuộc ra soát lại trường lớp, trang thiết bị dạy và học, từ đó kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức tu sửa hoàn thiện các công trình xây dựng trường lớp để đón học sinh đến trường, ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho năm học mới đạt hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 400 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế với số tiền trên 450 tỷ đồng.
Trong đó, công ty cổ phần dầu thực vật Quang Minh là 213 tỷ đồng, công ty cổ phần tập đoàn Thành Long 42 tỷ đồng, chi nhánh công ty cổ phần ô tô TMT gần 42 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện Việt Á 6,8 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Hải Yến 6,2 tỷ đồng, công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên 5,1 tỷ đồng. Công ty cổ phần xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên trên 5 tỷ đồng, công ty cổ phần quốc tế Phương Anh 4,8 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và may mặc Tân Phú Hưng 4,7 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phương Thảo 4,4 tỷ đồng, công ty cổ phần vật tư tổng hợp Hưng Yên 4,1 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Minh 4 tỷ đồng. Để bảo đảm hoàn thành dự toán số thu cả năm, ngành thuế sẽ tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm thực hiện đúng đầy đủ các biện pháp quản lý nợ đối với người nộp thuế theo quy định của pháp luật, không để nợ đọng mới phát sinh. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra trong nội bộ cũng như đối với người nộp thuế để kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế. Xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ là địa phương có nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp. Sáng ngày 2 tháng 8, xã đã thực hiện cưỡng chế 6 hộ vi phạm. Tuy nhiên, do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, các hộ dân này đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Các hộ gia đình vi phạm xây công trình trên đất nông nghiệp ở xã Tiên Tiến là ông Nguyễn Công Trứ, Trần Quang Hè, Hoàng Văn Thụ, Trần Văn Thủy và bà Nguyễn Thị Thấm ở thôn Hoàng Các, ông Vũ Công Hiếu ở thôn Hoàng Xá. 6 hộ này đã tự nguyện tháo dỡ triệt để 164 m2 công trình vi phạm, lực lượng chức năng không cần phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Như vậy, đến thời điểm này, xã Tiên Tiến đã cơ bản hoàn thành giải tỏa 125 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, tuy nhiên vẫn còn 47 hộ dân tháo dỡ chưa triệt để. Thời gian tới, xã sẽ tích cực tuyên truyền vận động để các hộ dân tiếp tục tháo dỡ, trả đất nông nghiệp trở về hiện trạng ban đầu. Nhiều năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Hà ở thôn An Cảnh, xã Hàm Tử, huyện Khoai Châu áp dụng sản xuất nhãn theo quy trình Việt Gáp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình ông Hà hiện đang trồng 6 mẫu nhãn với gần 1.000 cây. Những năm trước đây, gia đình ông sản xuất nhãn chủ yếu theo kinh nghiệm, chưa thực sự quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2015, ông bắt đầu tham gia mô hình sản xuất nhãn theo quy trình Việt Gáp. Ông được tập huấn kỹ thuật áp dụng vào quy trình chăm sóc, nên nhãn luôn cho quả đạt chất lượng thơm ngon, mẫu mã đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được khách hàng ưa chuộng. So với nhãn trồng chăm sóc theo kinh nghiệm truyền thống, một mẫu nhãn sản xuất theo quy trình Việt Gáp cho năng suất quả cao hơn khoảng 500 kg, giá bán cao hơn nhãn quả chăm sóc theo phương pháp truyền thống từ 5 đến 7.000 đồng 1 kg. Chỉ tính riêng vụ này, gia đình ông ước thu được khoảng 60 tấn quả, trừ chi phí cho thu lãi khoảng 600 triệu đồng.